Vâng, anh em lại đến tận nhà anh Thanh ở bên Sóc Sơn Hà Nội để cho mình một con SUV WeWood VK2012330 mặt trước màu đen rất là bền bí. Giờ bên em đang lắp đặt tận nhà cho anh ấy, chiếc SUV rất hay. Vâng, cái SUV này bên em bán rất là nhiều vì chất lượng nó rất là đảm bảo và giá thành hợp lý, hàng nhập khẩu đảm bảo 100%. Và bên em bảo hành chính hãng 12 tháng. Không bác nào mà muốn lấy con SUV WeWood VK2012 màu đen hoặc màu đỏ, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty Zika Audio. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và lắp đặt tại nhà cho vòng bán kính 450 km. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Thanh. Vâng, bên em đã lắp đặt xong cho anh và bàn giao cho anh con SUV WeWood VK2012 đây ạ. Lòng người hay